thị trường vàng thì vẫn đang chạy rất là sát theo như kịch bản mà chúng ta mong chờ, là tiếp tục tăng giá. Theo như đánh giá cá nhân của mình thì vàng sẽ còn tiếp tục đi lên mạnh hơn nữa trong thời gian tới, nếu như mà thật sự clear được cái vùng kháng cự, vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại này. Tại vì chúng ta biết rằng vùng này đã có đến 4 lần test, mà 4 lần phá vỡ mà không có thành công rồi. Lần 1 diễn ra vào tháng 8 2020, lần 2 á là khoảng tháng 1 đầu năm 2022, lần 3 là giữa năm đầu quý 2 của năm 2023, và thời điểm hiện tại chính là kết thúc 2023. Nếu như breakout được cái vùng này á thì vàng sẽ còn tiếp tục đi lên cao nữa, và theo như đánh giá cá nhân của mình thì thật sự sẽ breakout đó. Ở đây mọi người zoom biểu đồ lại một chút, mọi người sẽ nhận thấy rằng nó là gì, có một cái sự tương đồng giữa hai cái mẫu hình hình thành trong cái giai đoạn 2014 2017. Ở đây đó là gì ạ? Giá vàng đã có cái mẫu hình chúng ta nhận thấy rất là sát với giai đoạn hiện tại, breakout và sau đó đi lên rất là mạnh, đúng không ạ? Rồi sau khi mà breakout được cái vùng mà giá đã trading sideways trong nhiều năm như này á thì đi lên rất là mạnh, sau đó cái giai đoạn 2019 2021 vàng bùng nổ, đúng không ạ? Thì mình kỳ vọng cái giai đoạn 2024 với cái tiền đề là Fed cùng các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất thì vàng sẽ clear được cái vùng này, đúng không ạ? Cũng giống sẽ copy lại cái mẫu hình của năm 2000 cái giai đoạn 2014 2017, breakout vùng này và sẽ tiếp tục đi lên rất là cao nữa. Chúng ta biết rằng vàng trong nước trong những cái ngày gần đây á thì cũng nhảy múa lên rất là nhiều, truyền thông viết rất là nhiều, đã có những lúc phá 80 triệu đồng một lượng, đúng không ạ? Vàng thế giới mình cho rằng cũng sẽ tiếp tục có những cái vận động tương tự như vậy, clear hoàn toàn cái vùng 2100 này và đi lên những cái mức giá còn cao hơn nữa nha.